Sự thật. Cái gì? Không thể nào như vậy được. Đại ca, không thể nào như vậy. Tao không thể nào bị HIV. Không thể nào. Bây giờ mình phải tìm cách nào trốn càng sớm càng tốt. Đại ca, tao phải làm sao? Tao có bị không? Đại ca, em biết bây giờ mình phải xét nghiệm đại ca ơi. Dạ, phải xét nghiệm mới biết được kết quả chính xác. Không thể nào vậy được. Đại ca, không thể được. Họ sẽ quản thúc tao. Bây giờ ra đường công an nhiều lắm. Tao biết mày cũng với đến dùng của Tiết Nhi. Mày nghĩ là không ai biết sao? Công an rồi cũng sẽ biết. Họ chỉ cần tìm đủ chứng cứ để bắt mày thôi. Mày đến đây làm cái gì? Tao đến hỏi mày Mai ở đâu. Chắc chắn mày biết là Mai đang ở đâu. Tao không biết. Mày... Không phải mày là người cuối cùng gặp con Mai sao? Nếu có chuyện gì thì công an sẽ tìm mày trước đó. Chuẩn bị tinh thần đi. Mày được lắm. Tuyết Nhi cũng đã chết. Trước sau gì công an cũng sẽ tìm hiểu ra nguyên nhân. Tao không tin là mày thoát tội này đâu. Không thể nào. Tôi phải làm sao? Không thể như vậy được. Tao không thể bị nhiễm HIV được. Đại ca, tao không thể. Tao không thể nào chết được. Đại ca ơi, đại ca đi xét nghiệm đi. Đại ca đi xét nghiệm đi đại ca. Sao giờ mình mới để ý ta? Nhìn bé Thơm cười, đâu có thua gì hot girl đâu. Nhờ các bạn đến ủng hộ mà quán của mình đắt ghê. Cảm ơn nha. Alo. Ngồi đây, ông đến chỗ hẹn chưa? Tôi ngồi đây đợi cậu nãy giờ nè. Cậu làm gì mà giờ này chưa đến? Tôi cũng đang ở gần ông thôi. Ông không có báo cảnh sát đó chứ? Không. Ông khôn đó, làm cương với tôi chỉ thiệt thôi. Nhưng tôi muốn chắc chắn là ông không có đuôi. Bây giờ ông đi ra khỏi quán, đến khách sạn đối diện. Có xe ôm đang đứng đợi ở đó. Người đó sẽ đưa ông đến chỗ hẹn. Alo. Alo. Cậu là người của Dũng Tên Lửa hả? Tôi không biết Dũng Tên Lửa nào đâu. Có một cha nội mới đưa tiền cho tôi, kêu tôi chở ông đi. Mới tức thì nè. Tên này cũng cáo thật. Thôi đi. Mà đi đâu vậy? Anh kia dặn chở ông đi thôi, không được nói cho ông anh là đi đâu hết. Làm gì mà chạy nhanh vậy? Để từ từ thôi. Anh thông cảm, người ta dặn tôi là phải tới đúng giờ. Tới rồi. Thằng Dũng đâu? Dũng nào? Có biết đâu. Người ta dặn tôi làm sao, tôi làm vậy à? Ông đứng chờ ha. Thôi chào nha. Ê, ê, nè, nè. Khoan đã. Sao rồi? Xong rồi đó. Tôi thấy không có ai bám được phía sau. Chắc là không ai theo dõi. Anh yên tâm, vì tôi chạy rất nhiều đường vòng mà. Ổng đang đứng chờ dưới khách sạn. Dạ. Thôi bây giờ tôi đi ha. Lần sau có việc gì gọi tôi ha. Được rồi. Điện thoại đứng đó chờ. Tôi đang ở gần ông. Đi theo tôi, đừng nói gì hết. Anh đa nghi hơn tôi tưởng đó. Tôi chỉ muốn an toàn thôi. Mọi việc đã kết thúc rồi. Đưa tiền đây. Đủ 500 triệu. Cái đĩa đâu? Đây, đĩa đây. Đưa tiền cho tôi. Nhưng làm sao tôi tin là anh không sang ra những đĩa khác? Ông nên tin, vì bây giờ ông không còn sự lựa chọn nào khác. Đưa tiền đây. Cậy cái tay lên. Nguyễn Văn Dũng, anh đã bị bắt. Các đồng chí giải đi. Đó, đó. Ông chờ tôi, rồi ông sẽ ân hận. Cảm ơn các đồng chí đã giúp đỡ. Mời anh về trụ sở để chúng ta làm việc. Dạ. Em ở đây để nhận tội. Được rồi. Giờ cậu ký tên mình vô đây. Dạ. Bây giờ tạm thời chúng tôi phải giữ cậu để phục vụ công tác điều tra. Tại sao lại giữ em ở cán bộ? Em không được tại ngoại hả? Em đã chủ động đầu thú và có người bảo lãnh em mà. Đúng. Nhưng mà tất cả các đối tượng trong vụ án này chưa bị bắt hết. Chúng tôi cần phải giữ cậu lại để phục vụ công tác điều tra. Khi mọi việc trong tờ khai này được xác minh thì chúng tôi sẽ xét cho cậu được tại ngoại theo sự bảo lãnh của ông Trường. Dạ. Thằng Hùng, cho mày chết. Sao rồi? Đại ca ơi, em làm xong rồi. Em lấy cái tiêu đề rất kêu. Hùng Polyme tái xuất đường đua vì thuốc lắc. Mẹ kiếp, tao đã kêu mày không được gọi nó là Hùng Polyme mà. Dạ. Chẳng khác nào mày ca ngợi nó. Dạ, em quên đại ca ơi. Đại ca ơi, bây giờ em ghé nhà đại ca nha. Em hết tiền xài rồi. Sao mày xài mau vậy? Tao đã nói với mày là mày phải ăn xài. Đứng im, giơ tay lên. Lê Quý Công, anh đã bị bắt. Quỳ xuống. Tôi đâu biết gì đâu. Thả tôi ra. Hôm nay có đăng tin một thằng nhóc sinh viên đại học kiến trúc đi đua xe cá độ mới bị bắt. Bằng cách nào mà bọn chúng tung lên mạng được vậy ba? Hắn đã không giữ lời. Cũng may là mình đã phối hợp với công an thành công đó. Đi mãi rồi cuối cùng cũng quay về đây đối diện những gì xảy ra rồi. Vào đi. Anh Tuấn, anh coi cái này. Có phải ảnh của thằng Hùng không? Anh Tuấn, anh sao vậy? Lan, đừng khóc nữa. Họ đã kết thúc điều tra. Hùng sẽ không ở đây lâu đâu. Mấy bữa nay Hùng có ăn uống đầy đủ không? Ăn uống đầy đủ. Lan đừng có lo. Hùng có biết là mọi người lo lắng cho Hùng lắm không hả? Cũng tại Hùng hết á. Đang học hành thuận lợi, sao tự nhiên lại đi? Hùng yên tâm đi. Ba của Lan nói là sẽ tìm luật sư giỏi để bào chữa cho Hùng. Họ sẽ căn cứ vào sự chủ động hợp tác của Hùng mà xem xét khoan hồng. Lần này Hùng lại phiền ba Lan nữa rồi. Mà Hùng đã báo cho ba mẹ biết chưa? Chưa. Được rồi mà, 10 phút nữa tôi có mặt liền. Chờ chút nha. Tôi nghe này chú tá. Chị ơi, chị ơi, anh Tuấn bị tai biến, đang cấp cứu ở bệnh viện. Chị tới gấp nha. Cái gì? Cái gì chú tá? Nói lại. Đang cấp cứu bệnh viện thành phố. Chị tới gấp nha. Anh bị làm sao vậy chú? Anh bị nhồi máu cơ tim. Nhưng chị yên tâm, đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng sao anh lại nằm bất động như vậy? Anh đang trong quá trình hồi phục dần. Do bị ảnh hưởng thuốc mê. Chị cứ yên tâm, không sao đâu. Anh ra nông nổi như vậy, sao chú lại báo cho tôi biết trễ như vậy chứ? Đang lúc cấp bách, em không kịp báo. Với lại báo chị ngay lúc đó cũng đâu giải quyết được gì. Quan trọng bây giờ là sức khỏe của ảnh. Mong ảnh mau chóng hồi phục. Chị đừng quá lo. Thầy chào cả lớp. Lớp trưởng đâu? Báo cáo sĩ số của lớp cho thầy. Bạn kia là ai? Sao trong lớp mà đeo khẩu trang? Em là ai vậy? Lên đây. Bỏ khẩu trang ra coi mặt đi. Khẩu trang ra coi. Chắc là học Thơm hả? Dạ. Anh vô điểm danh rồi, nhưng mà bị người ta phát hiện ra. Xém chút nữa là bị thiêu thịt rồi đó. Trời, vậy là bị phát hiện hả? Ừ, một thằng ốm, một thằng mập, làm sao thế được. Mà chuyện của thằng Hùng á, mấy hôm nay rùm beng lên hết. Sinh viên bàn tán quá trời luôn. Giờ nó nổi tiếng lắm rồi. Vậy là hết cách rồi. Thôi anh cúp máy đi, em suy nghĩ coi sao. Chị yên tâm, anh nhà đã qua cơn nguy kịch rồi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Anh yên tâm, Nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện không danh tưởng đâu. Thầy Minh đã gọi điện cho em, nói là thằng Hùng sắp được thả ra rồi. Còn chuyện công ty, cô chú tá phụ anh xử lý rồi. Dù gì thì chú ấy cũng đã theo anh bao nhiêu năm rồi. Anh đừng lo. Dạ em cảm ơn. Những phóng viên của anh làm tốt lắm. Dạ mấy đứa làm ăn tích cực lắm ạ. Em hài lòng ghê luôn á. Dạ. Dạ. Hôm nào sắp xếp cho em gặp mấy anh em nha. Dạ. Dạ dạ. Dạ em chào anh. Dạ. Dạ dạ. Chú nói bể hợp đồng là do mình cung cấp vật liệu chậm tiến độ. Vậy là sao? Với kinh nghiệm bao nhiêu năm nay, sao chú lại để xảy ra chuyện này chứ? Vấn đề này không đơn giản như chị nghĩ đâu. Lúc em tạm thay quyền ảnh, bất ngờ quá. Trong khi phải cần có thời gian nhất định làm hồ sơ ủy nhiệm để được đóng mộc tất cả các loại giấy tờ, rồi còn phải có chữ ký ủy quyền của anh Tuấn nữa. Em mới đi rút tiền ở ngân hàng để mua vật tư, nhưng cuối cùng không rút tiền được. Sao chú không báo cho tôi biết? Tôi có thể lo được tiền mà. Chị lo được bao nhiêu? 100 triệu? Hay 1 tỷ? Đó, chị thấy chưa? Nếu có nói thì chị cũng không thể lo nổi một số tiền lớn trong thời gian ngắn được. Tiền bồi thường cho đối tác trong vụ này là bao nhiêu hả chú? Hợp đồng lớn, không dưới 7 tỷ chị à. Mình phải tranh thủ trả gấp, nếu không muốn bị kiện ra tòa. Anh thì nằm ở đây, con thì hư hỏng bị bắt vào tù, làm ăn thì sa sút. Cố giữ lại căn nhà làm chi, khi giường trôi lên chiếu trôi xuống, gia đình mình tan nát hết rồi. Thôi thì em thay mặt anh bán nó để cứu lấy công ty của anh. Cô ơi, cái này là thuốc uống dành cho buổi trưa và buổi chiều của chú nha. Dạ, cảm ơn cô. Số tiền còn dư lại, tụi mình mua một căn nhà nhỏ hơn, ấm cúng hơn nha anh. Sau này biết chuyện, anh đừng trách em. Chào cán bộ, cậu muốn bổ sung thêm lời khai? Dạ. Ừ, mời cậu. Em có một người bạn, cô ấy tên là Mai. Cô bị mất tích. Và em chắc chắn thằng Công Xếu có liên quan tới vụ này. Hắn không chỉ tàn trữ và buôn bán ma túy đâu anh, vì trước đây chính hắn đã gây tai nạn cho Lan, con gái của chú Trường. Cô ấy đã phải ngồi xe lăn suốt nửa năm trời. Cậu cứ nói những gì mình nghi ngờ. Dạ. Sao hả? Tôi nói là một lần nữa, là tôi không có liên quan. Thằng đó chỉ là vu khống cho tôi thôi. Tại sao lại nghe lời nói chứ? Tôi đề nghị anh ăn nói cho tự tốn. Đây là cơ quan công an, nhiệm vụ của chúng tôi là phải tìm ra sự thật. Anh nói đi. Căn bộ có thuốc không vậy? Căn bộ cho tôi xin một miếng đi. Nếu được á, tôi sẽ khai. Chị căn bộ. Vụ án cá độ đua xe có thể tạm gác lại. Vì vụ án đua xe của đối tượng Hùng đã rõ. Thứ nhất là bị kích động. Thứ hai là muốn có tiền cho mẹ người bạn để trị ung thư. Tên là Quy, tức là Quy Mập. Tuy nhiên, chúng ta phát hiện ra hai mục tiêu mới: mua bán ma túy trái phép và bị mất tích của nạn nhân Mai. Đối tượng mà chúng ta tiếp tục truy tìm là Sơn Đen, đang ẩn trốn. Các đồng chí có tìm ra phương hướng điều tra nào mới không? Báo cáo thủ trưởng, theo thông tin điều tra, Dũng Cày qua lại cùng Công Sếu và Tuyết Nhi. Công Sếu thì ép Tuyết Mai quan hệ tình ái với hắn. Từ hướng này, chúng ta có thể tìm ra được manh mối nào đó từ Dũng Cày. Báo cáo, Dũng Cày là đối tượng từng có một tiền án và 3 tiền sự. Đặc biệt là tên này chuyên bảo kê cho các tụ điểm mại dâm và cờ bạc. Theo tôi, đây là đối tượng cực kỳ nguy hiểm. Cảm ơn anh. Tôi biết rồi. Anh yên tâm, trường hợp của cậu Hùng, nhà trường sẽ xem xét công bằng. Dạ. Chào anh. Chào anh. Mời vào. Chào anh. Mời anh ngồi. Dạ. Thưa anh, vậy chuyện của cháu Hùng... Anh cứ yên tâm đi. Dù gì của cháu Hùng á, tôi đã nghiên cứu kỹ hồ sơ rồi. Dạ. May là có anh giúp đỡ. Thật ra thì tôi cũng đang bận một vụ án quan trọng khác nữa. Nhưng mà vụ của cháu Hùng á, thì tôi đặc biệt quan tâm. Có anh ra tay là tôi yên tâm rồi. Bây giờ chỉ chờ ngày cháu được thả ra thôi. Chị Trang, chị ký nhanh cho anh Tư kịp về. Chiều nay anh còn cuộc họp nữa. Chị quyết định đại đi, tôi không có thời gian đâu. Nếu chị muốn bàn gì thêm anh Tư thì cứ tự nhiên. Từ từ đã, bình tĩnh. Nhà này do chị Trang đứng tên, một mình chị ký đã có hiệu lực rồi. Chào bác. Dạ, chào hai chú. Dạ, hai chú kiếm con Mai có chuyện gì không vậy? Dạ, tụi con có việc cần gặp để xác minh sự việc với cô Mai. Dạ. Thời gian qua cô Mai có liên lạc với bà không? Dạ không. Con nhỏ Mai nó hận chồng rồi nó giận tôi luôn. Nó bỏ đi, không có liên lạc gì với nhà hết á. Nó bặt tâm luôn từ ngày đó. Mà không biết nó làm chuyện gì mà hai chú lại lặn lội tới đây tìm nó vậy hai chú? Vậy chúng con có chút việc muốn hỏi bà. Dạ, mời hai chú vô nhà ngồi uống nước. Dạ. Tình hình thằng Hùng hôm nay sao rồi? Thầy Minh nói là họ đang làm thủ tục để thả thằng Hùng ra. Nó phối hợp với công an để bắt bọn tội phạm đua xe tống tiền, chứ không phải như báo đăng đâu anh à. Đừng có lừa tôi. Nếu như chết thì tôi đã chết rồi. Không báo nào lại đi đăng khi thông tin chưa chính xác đâu. Thằng nghịch tử. Hay là anh khỏe hơn rồi, đem xuống Sài Gòn coi như thế nào nha. Tùy em. Nhưng tôi không thể nào chấp nhận một thằng con như vậy được. Ba con sao rồi má? Ba con tức giận lắm. Cũng phải thôi, vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện mà. Con ốm đi nhiều quá. Dạ. Huy nó đã kể với má hết mọi chuyện về con rồi. Má cũng đã nói chuyện với luật sư. Con có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có thể ông ấy sẽ giúp con lãnh mức án thấp nhất. Con xin lỗi đã làm má phải lo lắng. Thật sự má bị sốc khi nghe tin này. Nhưng bây giờ biết sự thật rồi, má cũng bớt lo. Con cũng thiệt là cố chấp quá. Nếu từ đầu con nói ngay hết tất cả mọi chuyện với má thì đã không sao rồi. Để xảy ra những chuyện như vậy. Con biết mà má. Nhưng mà thằng con xéo sẽ không đi yên cho con. Đằng nào cũng phải giải quyết một lần cho xong thôi má. Con lúc nào cũng vậy, lớn đầu mà còn làm những chuyện rồ dại để người khác phải lo lắng. Cô xin lỗi. Sao? Một con điếm lại từ chối khách hàng hả? Khốn nạn. Không phải điếm hả em? Mẹ cha mày. Mày lên giường hết thằng này tới thằng khác. Không phải điếm, không lẽ mày là trinh nữ hả? Em nói sao? Nó bị gài đổ à? Đúng rồi, chính thằng Huy bạn thân của nó nói cho em biết mà. Ôi trời, ai nói không nghe lại đi tin vào ba đứa bạn của nó. Em tưởng nó nói thiệt hả? Nhưng mà ngay cả ông luật sư cũng nói vậy kia mà. Không lẽ mình lại không tin? Trời, giờ đây anh không còn có thể tin vào nó được nữa. Anh cố chấp quá rồi. Sao lúc nào anh cũng nghĩ xấu về con như vậy chứ? Còn em thì lúc nào cũng nghĩ tốt cho nó. Con trai như thế này, con trai như thế nọ, con trai như thế kia. Cuối cùng kết quả thì sao? Chừng nào chưa có kết luận của tòa thì đừng hòng anh tin vào bất cứ điều gì nói nó cả. Em phải nhớ rằng nó đã giết chết niềm tin trong anh từ lâu rồi. Muốn nghe tao kể chuyện thằng Hùng không? Hùng sao? Thằng Hùng bị bắt rồi. Không. Không thể nào. Tôi không tin. Không tin thì thôi. Còn con Tuyết Nhi thì nó đã chết rồi. Sao? Tuyết Nhi? Tuyết Nhi sao lại chết? Sốc thuốc sida. Cô em ơi, em cũng phải coi chừng nghe chứ. Coi chừng chung xuồng với Tuyết Nhi đó. Tôi xin anh, hãy đưa tôi ra khỏi đây đi. Tôi xin đi anh sao đó. Đi được em. Tôi còn không có chỗ để mà đi, huống chi là em. Bà Loan kêu tôi phải canh chừng em. Em mà đi để bà luộc tôi hả? Vậy, vậy anh đi cùng với tôi. Hai ta cùng trốn ra khỏi chỗ này. Mai, em tưởng dễ như vậy hả? Còn tôi sẽ đi đâu khi ngoài kia công an đang truy nã tôi? Nếu vậy thì anh tự thú đi. Cái gì? Tự thú hả? Phải. Đằng nào thì anh cũng không thoát được. Nếu tự thú, anh sẽ được khoan hồng. Bằng không, nếu như để công an bắt được, anh sẽ càng nặng tội thêm. Tự thú? Tôi đâu có ngu đâu em. Hả? Bây giờ mà ra đầu thú, vô tù, bốc lịch là cái chắc. Hả? Hả? Thằng khốn nạn, tao kêu mày canh nó, mày đi ngủ với nó. Chị Lan ơi, em xin lỗi chị Lan. Lần sau em không dám vậy đâu chị Loan. Còn lần sau nữa hả mày? Mày có tin là tao tống cổ mày ra ngoài kia cho công an tống cổ mày không? Chị Loan ơi, em sợ. Em xin lỗi chị Loan ơi, em sợ lắm chị Loan ơi. Mày biết sợ mà mày còn làm bậy. Tao nhắc cho mày nhớ, mày là một thằng tứ cố vô thân, trôi dạt vào đây. Công an đây truy nã mày, không ai dám chứa mày đâu. Dạ. Tao nhận mày vô đây, mày không biết yên thân yên phận mà mày không nghe lời tao á, thì mày chỉ có con đường chết mà thôi. Thưa quý tòa, tôi thừa nhận thân chủ của tôi, anh Nguyễn Ngọc Hùng, đã trực tiếp tham gia cuộc đua xe là một hành vi phạm tội. Nhưng đó là hành vi không cố ý. Bởi lẽ động cơ dẫn đến việc anh ta phạm tội là vì muốn giúp bạn. Mẹ của bạn anh ta đang chờ chết vì bệnh ung thư mà không có tiền để phẫu thuật, và gia đình không còn khả năng trang trải. Anh ta đã sử dụng toàn bộ số tiền đó để giúp mẹ của bạn, và bà ấy đã vượt qua cơn nguy kịch. Đồng thời, anh ta bị kẻ xấu lợi dụng và xúi giục. Trên quan điểm của tôi, hành vi phạm tội của anh Nguyễn Ngọc Hùng không phải là trường hợp phạm tội nghiêm trọng. Hơn nữa, anh Nguyễn Ngọc Hùng đã chủ động đầu thú, thành khẩn khai báo và nghiêm túc hợp tác với cơ quan điều tra, giúp tổ chuyên án phá được cùng lúc hai vụ trọng án liên quan tới buôn lậu và heroin. Hai vụ này vốn không liên quan tới vụ mà Hùng trực tiếp tham gia phạm tội. Do đó, dựa vào những điều này, tôi cho rằng thân chủ của tôi, anh Nguyễn Ngọc Hùng, xứng đáng được hưởng mức án nhẹ nhất của khung hình phạt là hình thức cảnh cáo. Cô nhà hôm nay về hả chú? Nếu không có gì thay đổi thì tối nay nhà tôi về. Dạ. Cảm ơn cháu. Anh ơi, anh này hên ghê á. Giống như đâu đi anh cho biết suy nghĩ của mình khi được hưởng khoan hồng của pháp luật. Hãy cắt cáo. Tôi đưa về trước nha. Dạ, tôi cho chú. Má, tôi bắt về trước. Có gì cũng sẽ liên lạc mà. Tôi má về trước nha. Con nghĩ gì sao? Có phải trước đây anh đã từng bỏ nhà đi cũng như một cuộc đua xe gây tai nạn nghiêm trọng không? Có phải vậy không anh? Anh đi xe thắng Lan về trước nha. Ừ. Ba. Gì con? Con cảm ơn ba nhiều. Ba đã vì con mà bị phiền lụy nhiều. Ba chỉ có mình con hả? Không vì con thì vì ai nữa? Ba chỉ mong là sau này thằng Hùng nó thành đạt, nó tốt với con là được rồi. Con tin là Hùng sẽ không để cho ba con mình thất vọng đâu. Ngày rồi lại ngày trôi qua hững hờ, bao nhiêu hoang mang bước đi âm thầm, rồi chút ánh sáng le loi phía nơi cuối đường. Em đã đến cho lòng thêm ấm lại, từng cơn gió cứ ùa về ra diên, làm tim se lạnh trong bao đớn đau. Chỉ mong ngày mai vượt qua tất cả, mình sẽ có nhau nơi đôi ta bắt đầu. Và tình yêu đến cho anh mơ những giấc mơ, những giấc mơ dài luôn có em bên cạnh anh. Dù biết khó khăn vẫn phía trước, anh không lùi bước, vì bên anh đã có em kề vai. Tình yêu em đã cho anh bước qua ngày mai, quên những suy tư, quên khó khăn mệt nhoài. Yêu em từng phút giây, hãy bước cùng nhau suốt cuộc.